xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 13 tháng 8 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có được sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của những chú chuột trong ngày hôm nay diễn ra không ổn. Bản mệnh có xu hướng làm việc hiệu quả khi chỉ có một mình còn làm việc nhóm thì ngược lại hoàn toàn. Tuy nhiên, do tính chất công việc nên người tổ này không có quyền được lựa chọn điều này. Tình cảm Vận trình tình cảm đẹp đẽ như ý, đào hoa vượng cộng với sự giúp đỡ của quý nhân mà mỗi quan hệ tình cảm của con giáp này không khỏi khiến cho những người xung quanh ghen tị ngưỡng mộ. Tài chính Vận trình tài lộc hành thông sự tình ý giúp con giáp này nhanh chóng tìm ra cơ hội kiếm tiền từ trong khó khăn cẩn trọng tự cao gây ra không ít điều trở trêu trong quá trình làm việc tập thể tuổi giáp tý phát huy được khả năng trong công việc tuổi bính tý luôn sẵn sàng thể hiện quan điểm của mình tuổi mậu tý không nên đưa ra quyết định quá vội vàng tuổi canh tý không nên vội đầu hàng trước khó khăn, thách thức. Tuổi, nhầm tỷ nên dành thêm thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Con số may mắn số 19, số 42, màu sắc may mắn màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. 2. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sủ, công việc. Vận trình công việc của người tuổi sủ trong ngày hôm nay diễn ra biến động, tâm trạng bất ổn ảnh hưởng lớn tới sự tập trung của con nhấp này. Đây là nguyên nhân khiến người tuổi sủ dễ đưa ra các quyết định nóng vội, thiếu suy nghĩ và hậu quả là điều khó có thể tránh khỏi. Tình cảm, vận trình tình cảm viên mãn vui vẻ, tình yêu đôi lửa, phát triển tốt đẹp, người trong cuộc ngày càng hiểu nhau hơn. Còn người độc thân có nhiều cơ hội tìm thấy ý trung nhân thông qua sự may mối của người thân, bạn bè tài chỉnh vận trình tài lộc bất ổn công việc gặp trở ngại khiến vận trình tài lộc gặp không ít những khó khăn cẩn trọng sức khỏe đi xuống cần phải dành thêm thời gian để chăm sóc bản thân tội ất sửu khẳng định được năng lực của mình tội đinh sửu sai lầm nhỏ ảnh hưởng tới hình ảnh bản thân và uy tín tội kỹ sửu nhận được sự đánh giá cao của cấp trên tội tân sủ nỗi năng không cẩn thận dễ vướng hòa thị phi tuổi quý sủ hãy chủ động trò chuyện với mọi người con số may mắn số 9, số 27, màu sắc may mắn màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tỵ ba tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc vận trình công việc của những chú hổ trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi các tinh năng đỡ giúp người tuổi này đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, mua bán gặp nhiều may mắn. Bản mệnh mở rộng mối quan hệ, ngoại giao và được nhiều dự án khỏi nguồn từ đây. Tình cảm, vận trình tình cảm có chút ảm đạm. Tử vi ngày hôm nay dự báo có chuyện không vui cho mối quan hệ tình cảm. Các thành viên trong nhà vì lợi ích, quy quyền mà thường xảy ra mâu thuẫn, gành ghét. Tài chính, vận trình tài lộc rực rỡ, Chuyện làm ăn thuận lợi đem lại cho con giáp này nguồn thu nhập đáng kể. Cẩn trọng, tình cảm gia đình dễ đổ vỡ, gia đạo bất an. Tuổi giáp dân dễ bị tác động bởi người khác. Tuổi bính dân làm chậm tiến độ do không cẩn thận. Tuổi mậu dân không nên đại tâm quá nhiều tới cá nhân của người khác. Tuổi canh dân đưa ra các quyết định đầu tư trong thời gian này. Tuổi nhâm dân trở khiến người khác tổn thương. Con số may mắn số 22, số 75. Màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi hợi. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc. Phần trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra trò trải, tính cách mạnh mẽ, khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược giúp con giáp này đạt được những mục tiêu như mong muốn. Tuy nhiên, con giáp này dễ bị chủ quan mỗi khi đạt được chút thành tựu trong công việc. Tình cảm Vận trình tình cảm đang còn ảm đạm, tác động của hung tinh gây ra cho con nhấp này điềm bảo chẳng lành trong chuyện tình yêu. Cuộc sống hôn nhân dễ trở nên xào xáo, mâu thuẫn vì nhiều lý do nhỏ nhặt. Tài chính Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ, bản mệnh hoàn toàn có thể chi tiêu thoải mái cho các nhu cầu cá nhân mà không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Cẩn trọng, hành sự bốc đồng dễ dẫn tới các sai lầm không mong muốn. Tội, ất mạo, cần loại bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu ngay. Tội, đinh mạo, hãy cẩn trọng hơn trong cách nói năng. Tội, kỷ mạo, trở vô tình làm tổn thương người khác. Tội, tần mạo, chuyện tình yêu xảy ra xung đột. Tội, quỷ mạo, nên quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân. Con số may mắn số 13, số 24, màu sắc may mắn màu ghi, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mùi. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của những chú rồng trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Trong ngày, bản mệnh làm chuyện gì cũng được quý nhân che chở nên kết quả luôn được như ý muốn. Tuy nhiên, còn giáp này cần tránh ôm đồm quá nhiều việc vì hiệu quả mang lại không cao lại dễ rơi vào căng thẳng kéo dài. Tình cảm, vận trình tình cảm, vui tươi hài hòa, cuộc sống vợ chồng luôn được. Ấm êm, hài hòa, không khỏi khiến người khác ngưỡng mộ. Con người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Tài chính, vận trình tài lộc khởi sắc. Ngoài ra bản mệnh còn nhận được tin vui liên quan đến vấn đề tiền bạc ngoài thu nhập chính cẩn trọng tự cao tự đại sẽ cản trở đến cơ hội phát triển của con này. giáp này tuổi Giáp Thìn công việc tiến triển thuận lợi tuổi Bính Thân không muốn phụ thuộc vào người khác tuổi Mậu Thình nắm bắt cơ hội để đạt thành tựu trong ngày tuổi Canh Thình đưa ra những quyết định đúng đắn tuổi Nhâm Thìn hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình con số may mắn số 80 số 5 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân 6. tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của những chú rắn trong ngày hôm nay diễn ra kém may mắn tinh thần xa xúc khiến con giáp này không thể nào tập trung giải quyết vấn đề trước mắt điều quan trọng trong đó là các rắc rối phát sinh chính là phải giữ được sự bình tĩnh hoặc tìm sự giúp đỡ ở những người xung quanh tình cảm vận trình tình cảm vô cùng khởi sắc Cách thể hiện tình cảm đúng mực giúp người độc thân có được thiện cảm từ đối phương trong lần đầu tiên gặp gỡ. Cuộc sống gia đình vui vẻ, hòa thuận và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả hai người. Tài chính, vận trình tài lộc có biến động, thu nhập không có chiều hưởng tăng, bản mệnh lại tiêu xài phung phí nên dễ rơi vào cảnh nợ nần. Cẩn trọng, sức khỏe suy giảm do thói quen thức khuya bỏ bữa. Tuổi, ất tỵ tin tưởng vào ý kiến của bản thân. Tội tinh tị, cố gắng nắm bắt cơ hội đang có trước mắt. Tội kỹ tị, nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Tội tân tị, cần cố gắng không ngừng nghỉ mới đạt được kết quả tốt. Tội quỷ tỵ, cư xử nhiệt tình với mọi người xung quanh. Con số may mắn số 50, số 4, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi mùi. 7 tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn con giáp này có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và ghi điểm trong mắt cấp trên tuy nhiên bản mệnh nên thận trọng trước những lời mời hợp tác đặc biệt là cần phải tìm cách khéo léo để từ chối nếu khỏi lượng công việc đã chất đóng tình cảm vận trình tình cảm kém sự khả quan không ai trong hai người biết hạn chế cái tôi nhẫn nhịn mỗi khi có mâu thuẫn xảy ra thay vì cổ tranh phần hơn bản mệnh hãy thử cách nói chuyện nhẹ nhàng để hòa giải với đối phương tài chính vận trên ta lọc ổn định bản mệnh có thể cải thiện chất lượng cuộc sống nhờ vào khoản thu nhập tăng cao cẩn trọng nhẹ dạ cả tinh dễ đem đến cho con giáp này nhiều thiệt hại ngoài ý muốn tuổi giáp ngọ rủi ro tiềm tàn ảnh hưởng tới thu nhập tuổi bính ngọ có cơ hội thu tiền về đầy tuổi tuổi mậu ngọ tiền mất tật mang chỉ vì không cẩn thận tuổi canh ngọ vợ chồng xảy ra tranh cãi với nhau tuổi nhâm ngọ nhận được sự tin tưởng của khách hàng con số may mắn số 1, số 35, màu sắc may mắn màu xanh màu vàng cam quý nhân phù trợ tuổi tuất 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra trò chảy, cơ hội thăng tiến rộng mở dành cho người tuổi này làm lãnh đạo và bản mệnh có điều kiện thể hiện năng lực của mình. Tuy nhiên, cách giải quyết công việc thiếu linh hoạt dễ gây ra nhiều vấn đề rắc rối trong tương lai. Tình cảm, vận trình tình cảm trên đa xa xúc, mối quan hệ giữa các cặp đôi thường xảy ra mâu thuẫn vì không tìm được tiếng nói chung. Tình yêu khi đã thiếu đi sự đồng đều thì rất khó giữ được sự hòa hợp. Tài chính, vận trình tài lộc có chuyển biến tích cực, công việc thuận lợi đem lại cho con giáp này nguồn lại nhuận đáng kể. Cẩn trọng, nói năng thiếu thận trọng nên dễ gây mất lòng người khác. Tội ất môi, tâm sự với người thân nhiều hơn. Tội đinh môi trảnh mạng và thiểu tập trung gây ra không ít những rắc rối. Tuổi kỹ môi, nửa kia giúp bạn vượt qua khó khăn. Tuổi tân môi, cần học cách quản lý tài chính thông minh. Tuổi quỷ môi, nên lên kế hoạch thực hiện cho phù hợp. Con số may mắn, số 2, số 51, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phụ trợ, tuổi mão. Chính, tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Sự siêng năng, nhiệt tình đem lại cho con giáp này thành tích xứng đáng trong công việc. Tuy nhiên, tính cách cứng nhắc và có phần khuôn mẫu lại vô tình ngăn cản khả năng phát triển của người tuổi thân. Tình cảm Vận trình tình cảm dễ gặp rắc rối, con giáp này có xu hướng trở nên bướng bệnh, cổ chấp. Điều này làm không khí gia đình trở nên căng thẳng, mệt mỏi người độc thân gặp trở ngại trong việc tiếp xúc với người khác giới. Tài chính, vận trình tài lộc tốt đẹp, nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể giúp bản mệnh có được cuộc sống thoải mái như nhiều người mong muốn. Cẩn trọng, sức khỏe xa xúc do thời gian làm việc nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi. Tội giáp thân, biết tận dụng ưu thế của mình. Tội bính thân, nắm bắt cơ hội vô cùng nhanh chóng. Tội màu thân. Tránh đưa ra quyết định lúc đầu óc kém tỉnh táo. Tội nhầm thân, làm việc quá sức ảnh hưởng tới sức khỏe. Con sổ may mắn số 9, số 38, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ. Tội thân 10. Tử vi hàng ngày của tuổi giàu công việc Vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra không dễ trong ngày có điềm báo hòa tiểu nhân rình rạp phá hoại và gây chuyện thị phi. Ngôi tuổi này cần phải hết sức thận trọng trong lời mời hợp tác cũng như các mối quan hệ xung quanh. Tình cảm, vận trình tình cảm tươi đẹp hay hoa, cuộc sống gia đình luôn được ấm êm, hòa hợp trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người trong cuộc vượt qua áp lực của cuộc sống. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân nhờ quý nhân dẫn lối soi đường. Tài chính, vận trình ta lọc dồi dào, nguồn thu nhập cũng giúp cho con giáp này cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống. Cẩn trọng, sức khỏe gặp vấn đề do làm việc liên tục trước máy tính. Tội ất dậu, công việc tiến triển thuận lợi. Tội đinh dậu, nhận được sự công nhận của mọi người. Tội kỷ dậu, cần thiết lập kế hoạch tài chính phù hợp hơn. Tội quý dậu, nên linh hoạt ứng biến trong những tình huống khác nhau. Con sổ may mắn số 11, số 7, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi sổ. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Con đường công danh sự nghiệp vô cùng rộng mở, bản mệnh chớ để lơ là mà bỏ lỡ cơ hội thăng tiến trước mắt. Ngoài ra nếu gặp khó khăn ngoài sức kiểm soát của bản thân thì nên tìm đến sự giúp đỡ của những người bên cạnh. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng tư sáng. Người tuổi tuất và nửa kia luôn có sự chia sẻ, lắng nghe nếu có những hiểu lầm thì cũng hóa giải một cách nhanh chóng. Còn người độc thân mau chóng tìm được ý trung nhân nhờ sự may mỏi giới thiệu của người thân, bạn bè. Tài chính Vận trình tài lộc khởi sắc nguồn thu nhập tăng nhanh đem đến cho con giáp này cuộc sống thoải mái và có phần dư giả. Cẩn trọng Tình hình sức khỏe gặp vấn đề bất lợi nên cần thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ hơn. Tuổi giáp tuất Những suy nghĩ của bạn mâu thuẫn với nhau. Tuổi Bính tuất Đừng bắt ép bản thân làm việc không thích. Tuổi mậu tuất Tận dụng thời cơ để phát triển bản thân. Tuổi canh tuất hãy thành thật hơn với chính mình. Tuổi nhằm tuất chia sẻ với người thân của mình nhiều hơn những tâm sự trong cuộc sống và những công việc của mình đã trải qua. Con số may mắn số 8, số 6, màu sắc may mắn màu xanh thẳm, quý nhân phù trợ tuổi ngọ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc. Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng vận may đem đến cho người tuổi này nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Bản mệnh cần phải tỉnh táo và quyết đoán để không đưa ra những quyết định sai lầm. Tình cảm, vận trình tình cảm còn gặp sóng gió. Dự báo ngày hôm nay có những mâu thuẫn tranh cãi gay gắt với nửa kia của mình. Con người độc thân vì muốn đổi mới cuộc sống, mà dễ dạ cả tin, mù quảng, theo đuổi những thứ không phù hợp với bản thân. Tài chính, Phần trình tài lộc được cải thiện đáng kể, lúc này có thể thoải mái chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều. Cẩn trọng, sự nóng nảy, giận dữ dễ đem tới những rắc rối ngoài ý muốn. Tội ất hại trở nên nóng nảy với mọi người xung quanh. Tội đinh hại dễ vững thị phi vì nỗi năng vợp trập. Tội kỷ hại cẩn thận kẻ xấu tìm cách hãm hại. Tội kỷ hại Công việc dễ rơi vào bể tách tuổi Tân Hải tránh đưa ra quyết định mạo hiểm trong thời gian này tuổi Quỷ Hợi hãy tâm sự khúc mắc với người thân con số may mắn số 62 số 7 màu sắc may mắn màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Mão